Và xin được giới thiệu đến quý vị, mã số bình chọn của Minh Quân là 1. Và quý vị ơi, hãy nhắn về tổng đài 6370. Bây giờ chúng ta hãy cùng thưởng thức phần trình diễn của Minh Quân và bình chọn cho Minh Quân. 5 phút bình chọn dành cho Minh Quân bắt đầu. Nhạc phá cách này Quân nghĩ sẽ là một lần nữa Quân được hiểu hơn về bản thân mình. Với những hình ảnh quen thuộc về những dòng nhạc nhẹ nhàng tình cảm, sâu lắng, thì Quân nghĩ đây sẽ là một lần nữa mà mình có thể khám phá những thể loại nhạc mới mà mình chưa từng bao giờ hát hoặc là mình chưa từng bao giờ thử nghiệm nó với bản thân mình. Đối với Quân thì phá cách một cách đơn giản thì Quân nghĩ là Quân sẽ kể lại cái câu chuyện của bài hát đó theo một cách khác. Mình sử dụng thể loại nhạc mới, mình sử dụng tiết tấu bài hát nhanh lên hoặc chậm đi. Đêm nhạc này thì Quân sẽ phá cách theo hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là Quân sẽ biến bài hát gốc thành một bài hát mới theo cái phong cách của Quân. Và thứ hai là giống như đêm sôi động, khi mà Quân đã có thể phá bỏ được cái hình ảnh cũ, thì lần này Quân sẽ khai thác một khía cạnh khác nữa của trong bản thân mình và giới thiệu đến quý vị khán giả. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. But don't forget me, I beg. I remember you say sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Yeah. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our life, and we were born and raised in the summer heat. Our bright surprise of our glory day. I hate to turn up out of blue on a vada, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I hope you see my face, that you'll be reminded that for me it isn't over. Mistake the memories made. Who would have known how bittersweet this would be? Never mind, I'll find someone like you. Hey. I wish nothing for you. Cảm ơn Minh Quân.
thưa quý vị, nếu như mà phần trình diễn vừa rồi của Minh Quân thuyết phục tất cả quý vị thì chúng ta hãy tiếp tục bình chọn cho Minh Quân với mã số 1 và gửi về tổng đài 6370. Hoặc quý vị có thể bình chọn thông qua ứng dụng Momo chuyển tiền. Và khi quý vị bình chọn thông qua ứng dụng Momo chuyển tiền thì quý vị sẽ được miễn phí 3 tin nhắn đầu tiên. Và bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe nhận xét từ phía giám khảo. Xin mời anh Thanh Bùi. Lời đầu tiên anh muốn chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn. Anh nghĩ là tối ngày hôm nay cái điều mà anh thấy rất vui là em rất thoải mái. Em hát với một cái thể loại nhạc reggae, em biến thành cái bài ballad thành reggae. Thì nó cho anh cảm giác là Someone Like You là bài hát đang nói mình đang mất một người nào đó. Nhưng mà khi em hát với nhạc reggae, em cho anh cái cảm giác là it's okay, mình mất người đó nhưng mình cũng sẽ kiếm người khác đó. Và khi em làm như vậy, em đã làm đúng cái thể loại nhạc reggae. Bởi vì khi cái nhạc reggae và cái beat của nó, cái tiết tấu của nó có một cái gì rất là tích cực. Và em chia sẻ được cái điều đó cho khán giả của em tối nay. Và thêm một điều anh thấy rất hay tối nay là em sử dụng cái chất giọng của em một cách rất tinh tế. Nhất là khúc đầu của em, khi bước vô em không có hát như chị Minh nói từng rồi là ngang, 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 ngang. Bữa cuối. Chính xác. Bên nay em có một sự uy chuyển rất tốt. Uyển chuyển, cảm ơn chị. Lả lơi. Ok. Nhẹ nhàng. Và vì như vậy... Thầy Bùi biết thì sao không? Vì như vậy... Do Tùng Dương đấy. Vậy, hồi nãy khi cái nhạc xong anh thật sự muốn nghe thêm. Anh rất cảm ơn em. Well done. Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Thanh Bùi. Và tiếp theo, cho Duy Hải mời đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Tôi nghĩ là với cái bài này tôi rất là thích cái bài phối. Và cái bài phối nó đã làm cho em ý thức lại hát nhẹ nhàng hơn, hát thoải mái, phóng khoáng hơn. Tôi nghĩ đây là cái tiết mục thành công nhất của em từ đầu chương trình tới giờ. Đây không phải là phá cách mà anh nghĩ em nên chọn đây mới là phong cách của em. Chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Xin được cảm ơn chia sẻ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Và với tiết mục và trình diễn đầu tiên như vậy mà Minh Quân đã nhận được những lời nhận xét rất là tích cực từ phía giám khảo, và chúc cho Minh Quân đêm nay sẽ may mắn.